À, xin chào các con và chào mừng các con đến với chương trình là ôn tập cuối học kỳ 2 môn toán dành cho các bạn học sinh lớp 4. Hãy dành một tràng tay thật lớn cho tất cả chúng ta nào. Ok, ở đây trong chương trình lớp 4 ấy, thì là một chương trình bản lề, một lớp học bản lề để chuẩn bị cho chương trình lớp 5 là lớp cuối cấp. Thế thì lớp 4 nó có cái nội dung rất là quan trọng là nội dung về phân số. Thế thì chúng ta sẽ có 3 buổi nhé, có 3 buổi ôn tập và vào 3 tuần, mỗi tuần một buổi và thứ tư. Thứ tư này là ngày mùng 10, là comment cho thầy là ngày mùng 10 này. Nha, lịch này. Lịch học là ngày mùng 10 này, ngày 17 và 24 tháng 4 năm 2024 nha. Đây là thứ tư, nhớ lịch học nha. Từ 21 giờ 20 đến 22 giờ 20. Rồi, học đã Tuấn Anh này. Học đã, không phải chơi đâu, vào đây học ôn hay vào đây chơi. Thầy chưa biết đâu, thì xem các bạn học thế nào. Các bạn học tích cực thì có thể có phần thưởng game trí tuệ. Còn nếu mà các bạn học không tích cực thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Ok, được rồi. Thế thì nội dung thì các bạn sẽ có những cái nội dung gì? Bạn chỉ cho thầy cái nội dung ôn tập ấy. Nội dung ôn tập như sau. Thầy ơi, đang là tháng 4 không phải tháng 2 thế ơi. Được rồi. À, nội dung ôn tập này thì các bạn sẽ có cái thứ nhất là số và phép tính. Comment cho thầy số 1 là số và phép tính. Không phải biết đâu nha, không phải biết đâu. Chúng ta học tư duy rồi, để dạy các bạn tư duy. Số và phép tính này. Comment số 1 này. Thì các bạn phải biết cách đọc, viết, so sánh, làm tròn số tự nhiên. Thì tí nữa đọc viết so sánh thì các bạn làm tốt rồi, nhưng riêng làm tròn số tự nhiên thì đây phần này là nhiều bạn bị vướng, tí nữa thầy hướng dẫn nha. Đồng ý không? Có đúng là cái phần này là cái phần mà mình hay vướng không, làm tròn số đó. Thứ hai là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số tự nhiên, thì cái phần này cũng là quan trọng đấy, vì cái kỹ năng cộng trừ nhân chia là rất quan trọng. Thứ ba là phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số và so sánh phân số. Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số. Cũng như là tìm phân số của một số. Cái phần này thì buổi sau, buổi mai thì sẽ dạy. Về hình học thì chúng ta sẽ học về góc, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Cách đếm góc nha, tí nữa thầy sẽ dạy cho cách đếm góc rất là nhanh. Thứ hai là hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng song thì thôi, cái phần này hình bình hành, hình thoi. Đo lường này thì có yến, tạ, tấn, decimet vuông, mét vuông, milimet vuông, giây, thế kỷ. Thầy sẽ dạy cho các bạn cách để chuyển đổi ba cái dạng đơn vị đo đại lượng, làm thế nào đó để chúng ta làm được một cách dễ dàng. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với phần thống kê và xác suất. Thì cái này dãy số liệu và cái phần này các bạn sẽ chịu khó ôn trong sách nhé. Biểu đồ. Toán có lời văn thì nó sẽ có một số dạng toán như là bài toán tổng hiệu, toán trung bình cộng và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Bao nhiêu bạn đã rõ các cái nội dung ôn tập này, comment này chữ rõ hoặc chữ R nào? Được rồi. Nào, bây giờ ở trong cái buổi ôn tập này này, vì thời gian của chúng ta nó không có nhiều, chúng ta không có đủ thời gian để ghi chép hết được. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có các cái thao tác tư duy như sau này. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ mắt để làm gì ạ? Mắt để nhìn nha, để nhìn.
Hai là tai thì chúng ta Yeah. sẽ nghe các cái hiệu lệnh. Khi nào thầy nói là comment thì các bạn sẽ comment, đúng chưa? Còn tay thì để làm gì? À, để gõ máy và comment nhanh nhá. Còn một nữa là đầu của mình chúng ta sẽ để làm gì ạ? Để tư duy và tính toán, được không ạ? Rồi, bao nhiêu bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay? Comment cho thầy hai chữ SS nào. Ok rồi. Ví dụ nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ đây. Phần đầu tiên thầy sẽ chọn lọc cho thầy là làm tròn số nha. Cái phần này phần đầu tiên mà các bạn sẽ cần quan tâm là làm tròn số. Đây. Thì làm tròn Quan số ấy, nó có đến đầu tiên là đến trọng hàng chục, làm tròn đến hàng chục, làm tròn đến hàng trăm, làm tròn đến hàng nghìn, làm tròn đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn, vân vân. Thì tất cả cái này nó theo một cái quy luật nha. Nào, bây giờ hãy làm tròn số sau đến hàng chục. Ví dụ thầy có số 256. Đấy, biên làm tròn đến số hàng chục thì bằng bao nhiêu? Xin mời các bạn comment. 3. Các bạn. Rồi, dừng lại một tí đã. Các bạn nghe này. Chúng ta có một cái thỏa thuận như sau. Trước khi vào học thầy phải nhắc lại cái nội quy của lớp. Đây, cái lớp này thì thầy hôm nay mới hướng dẫn ở các đúng rồi lớp đang nghe thầy nha. học dạy trong chương trình online là chỉ comment những cái điều, những cái yêu cầu mà thầy thầy đặt ra, nghe chưa các con? Không comment những thứ khác bên ngoài. Các bạn hiểu chưa ạ? Bố mẹ của các bạn đã mất công đăng ký rồi, các bạn mất thời gian vào đây ngồi học rồi. Thì trong 3 cái buổi này các bạn phải học được một cái điều gì đó. Các bạn thi ở trên lớp của mình thì cái điểm của mình nó phải tốt hơn, cuối năm nó phải điểm giỏi. Thì mình bỏ công Đấy mình thì vào đúng bạn không? nói này, Vào nhưng mà các bạn bạn thì có biết comment rồi chat lung tung, nó mất thời gian. Các bạn rõ phần này chưa? Các bạn thực sự muốn học thì các bạn ở trong lớp, còn bạn nào mà không muốn học thì tốt nhất là các bạn có thể ra ngoài, bạn đi nghỉ hoặc làm việc khác nha. nghe thì nghe Ok, là được rồi. thầy ơi, Bạn nào hỏi đấy? các bạn nói Linh Linh Thảo Thảo ạ. ý thầy. Không hỏi. Không hỏi gì hết. Tập trung vào đi. Nào. Ở đây. 256. Không cần phải viết ở vở, các bạn chỉ cần comment thôi. Tao học tư duy. Không cần phải ghi vào vở đâu. Là 256 thì các Tự bạn vi làm sao nhỉ? làm tròn đến hàng chục. Thầy xin phép tắt mic để cho tiện cho công việc. Ok rồi, tốt rồi. Thì thầy thấy các bạn đã làm rất nhanh. Thầy sẽ đọc 15 bạn trả lời đúng và nhanh nhất. Hoài An, Hoài An là tên thật của con đấy à? Các bạn sửa đúng tên của mình nha. Nào, Hoài An số 1, Trọng Đức số Hoàng Anh số 2, Trọng Đức số 3, Hùng số 4, Ngọc Thu Ngọc số 5, Tuấn Anh số 6, Uyên Nhi số 7, Khánh Chi số 8, Vân Khánh số 9, Phương Linh số 10. Tuấn Anh comment rồi, không cần comment lại. An Khuê 11, An Khuê là bạn Khánh Chi à? Thu Phương 12, Thảo Chi 13, Đình Tuyên 14. Tuấn Anh comment rồi con. Minh Tâm 15, Linh Thảo 16, Hải An 17. Trần Thị Bé 18, Băng Băng 19, Vương Hiền 20. Ok rồi. Ở đây chúng ta làm tròn 256 thì làm tròn. Ta xác định hàng làm tròn là hàng chục là chữ số 5.
xem bên phải của nó là chữ số mấy. Nếu nó nhỏ hơn 5 thì ta viết bằng 0. Còn nếu nó lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta sẽ cộng thêm cái hàng làm tròn 1 và viết ở cái hàng bên phải là chữ số 0. Thì 256 thì ta sẽ viết bằng 260. À rồi, rất tốt, thầy thấy các bạn đã làm đúng rồi. Đấy, tốt, bây giờ thì bài tư duy cao hơn nha, sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ thầy có số là vẫn là làm tròn hàng chục này, 3712. Đấy. À, chỗ này không phải bằng đâu. Không phải bằng nữa nha, suy ra bằng là lại thành không đúng. Đấy. Chỉ là làm tròn là suy ra thôi. Nha, nó viết không được viết là bằng đâu nha, viết là suy ra như này này. Mũi tên được. Nào. Comment cho thầy. Wow. Minh Tâm số 1, lần này Minh Tâm đã lên đầu. Thảo Chi số 2, Tuấn Anh số 3, Trọng Đức số 4, Phương Linh số 5, Hoàng Anh số 6, Ngọc Thu số 7, Hải An số 8, Tuệ Hân số 9, Băng Băng số 10, Linh Thảo 11, Uyên Nhi 12, Trần Bé 13, Hùng 14, Thu Phương 15, Vân Khánh 16. Ok rồi. Rồi chỗ này thì ta thấy là ta phải xác định, để ta phải phóng to cho các bạn nha. Xác định chữ số hàng làm tròn. Đây là chữ số hàng chục. Ta tích vào đây. Bên phải nó là chữ số 2, chữ số 2 nhỏ hơn 5 rồi thì ta viết là thành là bằng 3710. 3710. Ok rồi, dễ chưa? Cô bảo comment một lần thôi. Nhắc cô bảo. Tiếp theo. Bây giờ làm tròn đến hàng trăm, bắt đầu bài toán bắt đầu mở rộng hơn. Hàng trăm nha, bây giờ chúng ta có là 4.275. Nào. Làm tròn thành bao nhiêu? Thì xác định cho thầy hàng làm tròn là hàng trăm, tích vào cái đầu này. Xem bên phải nó là chữ số mấy? À, chữ số 7, lớn hơn 5 rồi, lớn hơn là bằng 5 thì ta cộng với hàng làm tròn một đơn vị. Đồng thời ở phần bên phải có bao nhiêu chuyển hết thành chữ số 0. Kết quả bằng 4300, 4.300. Và xin chúc mừng các bạn sau đã có câu trả lời đúng. Quốc Bảo số 1, Minh Tâm số 2, Phương Chi số 3, Hoài An số 4, Tuấn Anh kiểm tra lại. Hoàng Anh số 5, Phương Linh số 6, Thảo Chi số 7, Trần Bé số 8, Trọng Đức số 9, Vân Khánh số 10, iPhone thay tên đi con. Hoài An 11, Ngọc Thu 12, Khánh Chi 13, Băng Băng 14, Hà Linh 15, Vương Hiền 16, Tuệ Hân 17. Uyên Nhi 18, Hà My 19, Hùng 20, Đình Tuyên 21, Thu Phương 22. Ok. Một số bạn chưa thấy comment. Chưa thấy rồi. Các bạn comment nha. Rồi, tiếp theo. Đấy, bây giờ. Nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Thầy Việt tạm thời tắt chat đã. Nào, comment cho thầy cái số này 40. Ở đây 26.551 à. Và làm tròn thì bằng bao nhiêu? Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Làm tròn đến chữ số hàng trăm và comment. Rất tốt, Thu Phương số 1. Băng Băng kiểm tra lại. Bảo An không phải, kiểm tra lại. Hà An số 2, Trọng Đức số 3. Trọng Đức không, kiểm tra lại. Quốc Bảo số 3, Tuệ Hân số kiểm tra lại, Hoài An kiểm tra lại, Vân Khánh số 4, Hà My số 5, Phương Linh số 6, Hải An số 7, Thảo Chi số 8, Hùng số 9. Trọng Đức số 10, Hà Linh 11, Phương Chi kiểm tra lại.
Minh Quân 12, Uyên Nhi 13, Khánh Chi 14, Trần Bé 15, Tuấn Anh 16, Băng Băng 17, Hoàng Anh kiểm tra lại, Minh Tâm 18. Ok. À, bạn Linh Thảo đâu nhỉ? Một số bạn đang tắt camera là sao nhỉ? Một số bạn tắt camera là đi chơi à? Chưa thấy comment bật camera lên nào. Được rồi. Ở đây bài này đến phải cho số nhiều cái là bắt đầu có ít bạn làm đúng hơn. Thì chạy các bạn phương pháp nhá, áp dụng cho thầy này. Người ta hỏi làm tròn đến hàng nào, hàng chữ số hàng trăm thì ta đánh dấu vào chữ số hàng trăm là số 5. Đồng thời kiểm tra cái chữ số bên phải của nó ấy. Nếu nó bằng từ 5 trở lên đấy, thì ta cộng vào cái số hàng tròn một đơn vị. Đồng thời các hàng còn lại viết là 0. 26.551 thì ta thấy là ở đây à, hàng làm tròn là bằng 5, bên phải cũng bằng 5, vậy thì ta sẽ viết bằng 26.600. Và chúc mừng các bạn có kết quả bằng 26.600. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Đấy. Rồi nha, tiếp theo. Cái này là 26.600. Nhiều con số cái là các bạn bắt đầu rối ngay. Nhưng mà một số bạn vẫn làm đúng, nhiều bạn làm đúng bởi vì các bạn áp dụng đúng cái quy tắc, cái công thức của thầy. Nào, tiếp tục nè, việc thầy có 72.000 345. Nào, xin mời các bạn hãy comment. Đã, rất tốt, lần này thì nhiều bạn đã có câu trả lời đúng. Hải An số 1, Hoài An số 2, Quốc Bảo thừa rồi. Minh Tâm số 3, Trọng Đức số 4, Minh Quân số 5, Thu Phương số 6, Hoàng Anh số 7, Hà An số 8, Vân Khánh số 9, Hà My số 10, Thu Ngọc 11, Tuấn Anh 12, Phương Chi 13, Phương Linh 14, Linh Thảo 15, Tuệ Hân 16, Quốc Bảo 17, Trần Bé kiểm tra lại, Hà Linh 18, Đình Tuyên 19, Thảo Chi 20, Khánh Chi 21, Hùng 22. Rồi, tốt rồi. Ở đây các bạn nhớ này, quy tắc nha. Quy tắc là gì? Chúng ta kiểm tra xem hàng làm tròn là hàng nào. Ở đây, hàng làm tròn là chữ số hàng trăm, là chữ số 3. Bên phải nó là chữ số 4. Số 4 nhỏ hơn 5 rồi. Thì ta mặc định ta viết nó đây là hai chữ số 0 và giữ nguyên tất cả, vậy bằng 72.300. Cho thầy hỏi các bạn hiểu hay là rất là dễ hiểu ạ? Viết vào cho thầy ạ. Bao nhiêu bạn đã thực sự hiểu phần này rồi ạ? Thực sự hiểu thì comment cho thầy là con thực sự hiểu ạ. Được rồi, và tiếp theo. À, bây giờ xem lần này nhé. Lần này xem các bạn số to hơn nữa nào, làm cho đến hàng nghìn nào. Hàng nghìn thì chúng ta sẽ kiểm tra xem các bạn làm như thế nào nhé. Sẵn sàng chưa? Bao nhiêu bạn chắc chắn là sẽ làm được, làm đúng cái bài này nào. Chắc chắn nhé. Bây giờ làm tròn hàng nghìn rồi. Chữ số nghìn này. Bây giờ thầy có 147.500 này. Viết tờ nháp đi, viết tờ nháp xong rồi thầy cho comment. Viết tờ nháp. 10 giây bắt đầu. Rồi. Hết thời gian và xin mời các bạn hãy comment.
Rất tốt. Các bạn hãy nhìn đây. Để làm tròn thì ta xác định cái hàng làm tròn. Đây là hàng nghìn đánh dấu tích ở trên đầu chữ số. Hàng làm tròn đây là hàng nghìn là số 7, đúng không ạ? Bên phải của nó là chữ số 5. À, chữ số 5 thì nó lớn hơn nó bằng 5 rồi. Cho nên là ta cộng thêm cho số 7, 1 là thành 8. Đồng thời toàn bộ phần còn lại ta viết hết là chữ số 0. Và kết quả bằng 148.000. Đấy, chỗ này là thành 148.000. Xin chúc mừng các bạn có kết quả bằng 148.000 và thầy sẽ đọc tên những bạn sau đã có câu trả lời đúng. Băng băng số 1, Thảo Nhi số 2, Trọng Đức kiểm tra lại. Đình Tuyên số 3, Khánh Chi số 4, Uyên Nhi số 5, Bảo An số 6. An Khuê kiểm tra lại, Hà Linh số 7, Phương Chi số 8, Linh Thảo số 9, Trần Bé số 10, Phương Linh 11, Khánh Chi 12, Hải An 13, Tuệ Hân 14, Hoài An 15, Thu Ngọc kiểm tra lại. Ô, lúc này lại còn có 15 bạn trả lời đúng nhỉ? Thế các bạn khác có comment bị nhầm sang chỗ khác không đấy? Rồi. Kết quả đây bằng 148.000. Đây bằng 148.000 nha. Nào, thêm một bài nữa nào, vẫn làm tròn đến chữ số hàng nghìn nào. Thầy có 365.240 9 nào. Và xin mời các bạn hãy comment xem làm tròn số này thì được số nào. Nào, Hoài An kiểm tra lại, Trọng Đức số 1, Quốc Bảo số 2, Thu Phương số 3, Phương Chi thì Phương Chi kiểm tra lại, Trần Bé số 4, Hải An số 5, Tuấn Anh số 6, Hoàng Anh số 7, Vân Khánh số 8, Minh Tâm số 9, Minh Quân số 10, Linh Thảo 10, Tinh Thảo kiểm tra lại, Hoài An 11, Tuệ Hân 12, Uyên Nhi 13, Đình Tuyên 14, Hà An 15. Rất tuyệt vời. Đấy, cái chỗ này nhá, làm tròn đến chữ số hàng nghìn ta tích vào chữ số nghìn là 5. Thế còn bên phải của nó là chữ số 2, à 2 nhỏ hơn 5 thì ta viết hết tất tần tật tuốt tuần tuột cái phần còn lại bằng 0 và giữ nguyên chữ số của hàng làm tròn. Hay hay là rất hay à. Cho nên ta sẽ viết đây bằng 365.000, 365.000. Đúng không ạ? Ta có cần quan tâm đến các chữ số khác không ạ? Ta chỉ cần quan tâm đến hai chữ số thôi. Một là hàng làm tròn, hai là cái hàng bên phải của nó. Hiểu hay là rất hiểu đấy ạ. Ý, cái phần này ấy, đi thi kiểu gì sẽ có cái kiến thức này. Đấy, đúng không? Là việc làm thêm đến hàng trăm nghìn, hết hàng bao nhiêu được, cứ áp dụng đúng quy tắc đó thì làm được hết luôn. Hàng nghìn này, hàng chục nghìn này, hoặc làm tròn đến hàng trăm nghìn được, được hết nha. Nào bây giờ thầy có làm 176.235 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn và xin mời comment nhớ là chữ số hàng chục nghìn. Đấy, bắt đầu tư duy hơn rồi đấy. Và đã có những bạn làm đúng và bên cạnh đó cũng có những bạn làm chưa đúng. Tuấn Anh số 1, Hoài An số 2, Trọng Đức số 3, Minh Quân số 4, Đình Tuyên kiểm tra lại, Hoàng Anh số 5, Hùng số 6, Hà Linh số 7, Thảo Chi số 8, Thu Ngọc số 9, Vân Khánh số 10, An Khuê 11, Minh Tâm 12, Trần Bé 13, Quốc Bảo 14, Uyên Nhi 15, Tuệ Hân 16, Linh Thảo 17, Hà An 18, Đình Tuyên 19, Phương Chi 20. Wow, rất tuyệt vời.
Bảo An 21. Nào, hàng chục nghìn là hàng nào? Đây là tôi lại phải hướng dẫn này. Đây là đơn vị này, chục, trăm nghìn, và đây là chục nghìn là chữ số 7 đúng không ạ? Kiểm tra bên phải của nó là chữ số mấy? Là chữ số 6. Thế thì là nó lớn hơn 5 rồi, ta cộng thêm vào hàng làm tròn một đơn vị. Đồng thời toàn bộ phần đằng sau ta viết hết nó bằng chữ số 0. Vậy ta sẽ có đây là bằng 180.000. Dễ hiểu chứ ạ? Bao nhiêu bạn thực sự hiểu phần này rồi, comment cho thầy. Rất hiểu thì viết là rất hiểu, còn rất rất hiểu thì viết vào, mà ve thì hiểu hay là cái gì hiểu, hay là à đây còn mega hiểu, ultra hiểu hay là rồi tốt rồi nha. Thế lần sau đi thi gặp bài này làm được chứ? Rồi, không có vấn đề gì đúng không? Rồi, xong phần đó. Tiếp theo. Đấy. Bao nhiêu bạn thích cái nội dung về thầy dạy cái phần làm tròn số này? Comment thầy con thích nhỉ? Nào, phần này ở đây chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có là đấy, cái phần này thầy dạy cái phương pháp này nó rất dễ hiểu đúng không ạ? Bạn nào hôm nay học về lần sau gặp lại chắc chắn là gặp bài này sẽ làm đơn giản, không bị nhầm, kể cả đến hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn vẫn làm được đúng không ạ? Rồi, đến nội dung thứ nhất là xong nhá, xong làm tròn, hiểu cái này gần đầu thầy. Rồi, nội dung thứ hai thầy muốn dạy cho các bạn là về cái kỹ thuật tính nhanh tính nhẩm nha. Đấy, các bạn thích được tính nhanh tính nhẩm không ạ? Nào, kỹ thuật tính nhanh tính nhẩm này mình phải ứng dụng cái này mà trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Ứng dụng được cái này tốt thì chúng ta sẽ làm rất là siêu nhân luôn này. Nào, đầu tiên nha, giờ chúng ta sẽ có phép cộng này. Nào, bây giờ bình thường chúng ta sẽ cộng như nào? Ví dụ thầy, ví dụ như là thầy có 19 cộng 57. Nào, comment cho thầy kết quả nào. 19 cộng 67, với lại 19 cộng 67. Comment. Mười chín cộng sáu bảy, cẩn thận trả nhầm. Ok, nào bây giờ thì các bạn có hai cách. Cách một là cách mà ai cũng làm được, đây là kiến thức của lớp 2. Ta viết 19 này cộng 67 như thế này đúng không? Xong lấy 9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Xong 1 cộng 6 bằng 7, thêm 1 bằng 8. Bao nhiêu bạn cũng hay cũng làm như này, comment cho thầy chữ con nào, hoặc là chữ cờ. Nào, đó là nha, bây giờ thầy sẽ dạy cho các con một cái phương pháp này. Đó là trong phép cộng ấy, các bạn thêm vào số hạng thứ nhất bao nhiêu thì ta bớt đi số hạng thứ hai bấy nhiêu thì tổng không thay đổi, hiểu không ạ? Thế ta sẽ dùng phương pháp là làm tròn số. Có nghĩa là ta thêm vào 19 một đơn vị thì bớt đi 67 một đơn vị.
Ta viết là 19 cộng 67 ta viết bằng 20 cộng 66. 20 cộng 66 thì bằng 86. 2 cộng 6 bằng 8, bằng 86. Hiểu chưa ạ? Hiểu ý tưởng chưa ạ? Ta viết đúng cấu trúc như này nhé. À, bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp này chúng ta làm nào. Bây giờ thầy có 28 cộng 57. Nào hãy tư duy đã, tư duy đã. Sau đó chúng ta tính nha. Nào 28 cộng 57. Thì chúng ta nhìn này, 28 ta thêm 2 là bằng 30. 57 ta bớt đi, giảm đi 2 là bằng 55. 30 cộng 55 bằng 85. Rõ chưa? Được rồi, bây giờ bắt đầu nha, bắt đầu comment này. Bây giờ thầy có 39 cộng 40, 48. Nào, hãy comment như thầy, comment giống như thầy nha, phép tính và kết quả. Và tất nhiên cái phần phép tính này này, nó sau này nó chúng ta sẽ tính, nó sẽ diễn ra ở trong tư duy thôi. Diễn ra ở trong đầu chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta phải viết ra. Đấy, như mình đang tập. Nào, hãy comment cho thầy phép tính và kết quả comment. Ui, comment mỗi kết quả thì nó chả ý nghĩa gì cả, phải comment cả phép tính. Rồi, Thảo. Thảo Chi số 1, Tuấn Anh số 2, Hoài An comment thêm kết quả nữa. Đúng rồi, Linh Thảo số 3, Đình Tuyên số 4. iPad thay tên đi con. Số 5, Minh Tâm số 6, Vương Chi số 7, Băng Băng số 8, Thu Phương số 9, Hải An số 10, Hà An 11, Tuệ Hân 12, Hà My 13, Hùng 14. Ok rồi, các bạn hiểu phần này chưa? Thì ta sẽ nhẩm 39 cộng 48 ta viết bằng 40 cộng 47. 40 cộng 47, 4 cộng 4 bằng 8, kết quả bằng 87. Nào, chúc mừng các bạn có kết quả bằng 87. Một bài nữa nha. Một bài tiếp theo, một ý tiếp theo nào. À đây thầy có là đây 74 cộng với 2 cộng 74 cộng với 29. Rồi. Comment cho thầy. Comment. Comment phép tính và kết quả. Comment phép tính và kết quả. Hoài An số 1, Thảo Thảo Nhi cũng được, nhưng mà hãy nên chọn phương án khác. Băng Băng số 2, Tuấn Anh số 3. Thu Phương số 4, Minh Quân. Minh Quân comment phép tính và kết quả khẩn trương nào. Nào, ok, và Hoàng Anh số 5, Ngọc Hà số 6. Nhưng Ngọc Hà nên làm theo cách khác. Tuệ Hân số 7, Linh Thảo số 8, Thu Ngọc chưa comment đủ các bước tư duy. Hà My số 10, Đình Tuyên 11, Hà Linh 12, Minh Tâm. Có Minh Tâm bổ sung. Phương Chi, Bảo An. Ok rồi, tốt rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ta sẽ viết 74 cộng 29 thì bằng 73 cộng 30. 7 cộng 3 bằng 10, kết quả bằng 103. Hiểu chưa?
Đấy, các bạn sẽ bảo ôi thì cái này toán này dễ sao phải tính, đúng không? Tuy nhiên nó sẽ được áp dụng như sau. Nào, bây giờ thầy có số 98 cộng 76. Lúc này các bạn mới thấy nó hiệu quả này. 98 cộng 76 thì bằng bao nhiêu? Hãy comment cho thầy phép tính và kết quả. Comment. Rất tuyệt vời, Trọng Đức số 1. Thu Phương phải comment cả phép tính. Hãy nhớ là comment cả phép tính thì mới hiệu quả. Rồi, Hải An số 2, Tuấn Anh số 3, Hoàng Anh số 4, Hoài An số 5, Ngọc Thu chưa được bổ sung vào, Minh Tâm số 6, Hà My số 7, Quốc Bảo thiếu, Linh Thảo số 8, Băng Băng, Phương Chi số 9, Băng Băng số 10, Thu Phương 11, Phương Linh 12, Minh Quân 13, Tuệ Hân 14. Rất tốt rồi, rất tuyệt vời. An Khuê thiếu, Bảo An thiếu, Uyên Nhi 15. Ok, đây ta thấy là 98 cộng 76 thì tắt thêm 2 đó vào bằng 100. Rồi bớt 2 76 thì 100 cộng 74 bằng 174. Hay hay là rất hay. Rồi, tiếp theo chúng ta lại có tiếp nè. Đây. 99 cộng 87. Nào, hãy comment cho thầy phép tính và kết quả. Comment đủ cả phép tính và kết quả. Rất tuyệt vời. Trọng Đức số 1, Hải An số 2, Tuấn Anh số 3. Hoài An số 4, Minh Quân số 5, Ngọc Hà số 6, Phương Chi số 7, Vân Khánh số 8, Hà My số 9, Thu Phương số 10, Băng Băng 11, Hà An 12, Uyên Nhi 13, Đình Tuyên 14, Vương Hiền 15, Tuệ Hân 16, Phương Linh 17, Minh Tâm 18, An Khuê, bổ sung thêm. Quốc Bảo 20. Ok rồi, tốt rồi. Các bạn hiểu chưa ạ? Chỗ này 99 cộng 87 thì bằng 100 cộng 86 và bằng 186. Yes. Bạn rõ rồi chưa ạ? Bạn Hùng. Bạn Hùng. Nhắc Nhật Hùng. Comment vào bài, tập trung vào bài, không phải là bình luận. Rồi chôn với cả bạn cô bảo thế nào nha. Nào, cho thầy hỏi các bạn đã hiểu phần này chưa? Nhưng mà các bạn thấy đến đây là hay hơn ở phần trên này đúng không? Nhưng nó còn hay nữa này. Ví dụ như các bạn đi mua hàng, các bạn mua hết 98.000 đúng không? 98.000 thì viết 98k. Cộng với một cái món hàng nữa là 100. À, cộng với 47k thì 47.000. Thì lúc này thay vì phải viết chữ số 0, thay vì lấy máy tính ra, lấy điện thoại ra bấm đúng không ạ? Ta nhẩm luôn bằng bao nhiêu ạ? Tuấn Anh đang học sao lại cứ quy gì nhỉ? Tập trung vào đi con. Ở đây ta viết đúng đây nào. Cái phần này thì dạy cho các bạn nay mai còn ứng dụng trong cuộc sống của mình đấy. Toàn kiến thức đỉnh cao đấy. Ta viết đây thì bằng 100.000 cộng với thêm bớt 2, thêm 2 phải bớt 2 cộng 45.000. Kết quả bao nhiêu ạ? 145.000. Được chưa? Bây giờ cho đề khó hơn nhá, cho các bạn nhẩm nhá. Lần này thì thầy không cần các bạn phải viết kết quả, viết phép tính nhá. Viết cho thầy kết quả luôn.
Nào, 99 cộng 98 cộng 97. Nào, comment cho thầy kết quả. Đó. Đấy các bạn thấy không? Nó bắt đầu loạn hết lên rồi đấy. Tu Phương số 1, Minh Quân số 2. Hà My số 3, Linh Thảo số 4, Phương Linh số 5. À, Bảo An số 6, Hoàng Anh số 7. Tuệ Hân số 8, Hà Linh số 9, Ngọc Hà số 10. Ok rồi, cái chỗ này thì các bạn nhìn này, thầy phân tích tư duy cho các bạn nha. 99 cộng 98 cộng 97 thì ta thêm 99 vào cho nó 1 là lấy bằng 100. Cộng với 98 ta thêm 2 cộng 100. Rồi cộng với 97 ta thêm 3 cộng 100. Trừ đi 6. Hay không ạ? Vậy bằng 300 mà trừ 6, kết quả bằng 294. Hay hay là rất hay. Nhưng mà điều quan trọng là toàn bộ cái phần này ta diễn ra ở trong đầu chứ không phải viết gì hết. Rõ chưa ạ? Đó. Hiểu chưa ạ? Thêm một ý nữa ở trong cái phần này. Nào. Thế bây giờ thầy có 99 cộng 99 cộng 98. Nào comment cho thầy kết quả bao nhiêu, comment. Rất tốt. Đấy. Thu Phương số 1, Hà My số 2, Phương Chi số 3. Tuấn Anh số 4, Hoàng Anh số 5, Hùng số 6, Hoài An số 7, Trọng Đức, Văn Băng số 8, Trọng Đức số 9, Minh Quân số 10, Minh Tâm 11, Ngọc Hà 12, Tuệ Hân 13, Hà Linh 14, Hải An 15, Đình Tuyên 16. Ok rồi, tốt rồi. Thế dễ hiểu chưa ạ? Các bạn thấy cái phần này ứng dụng hay không? Bao nhiêu bạn thích cái nội dung này thì comment cho thầy chữ thích hoặc là con thích ạ. À đấy, các bạn lại very thích. Đấy. Rất thích. À, tốt rồi nha. Cái này các bạn áp dụng không chỉ là riêng trong trường học đâu. Các bạn nhớ cái này sau này bạn ra ngoài cuộc sống bạn ứng dụng nó thì tuyệt vời luôn. Tại vì rất nhiều người ngoài kia họ đang rất còn ngại cái việc là phải tính như thế nào, làm phép toán như nào. Thì các bạn áp dụng cái này, nó đã thành công cho cuộc sống của chúng ta. Nào, tiếp tục. Tiếp theo nhá. Rồi, phần để dạy cho phần tiếp theo. Cái phần này hay này. Phần này ứng dụng rất nhiều này. Ta có là phép nhân này, phép nhân và phép chia nhá. Bây giờ thầy có phép toán như sau. Bây giờ mình sẽ làm thế nào nhỉ? Ok đây, thầy có là 25 nhân 16 và comment cho thầy, comment kết quả. Tuấn Anh số 1, Hà My số 2, Nhật Hùng số 3, Hoàng Anh số 4, Vương Hiền số 5, Băng Băng số 6, Phương Chi số 7, Ngọc Hà số 8, Hà An số 9, Thu Phương số 10, Minh Quân 11, Trịnh Bé 12, Tuệ Hân 13, Linh Thảo 14, Minh Tâm 15, Uyên Nhi 16. Ok. Cái phần này chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất là tách ghép số nha.
Ta có là 25 nhân 16, ta sẽ viết bằng 25 nhân 4 rồi nhân với 4. 25 nhân 4 thì bằng 100. 100 nhân 4 và kết quả bằng 400. Đấy, hay không ạ? Hay hay là rất hay. Được rồi. Ừ. Tiếp tục. Nào, tính cho thầy nha. Lần này thì thầy lại có số 36 nhân 25 và xin mời các bạn hãy comment. Wow, rất tốt. Đấy. Tuấn Anh số 1, Trọng Đức số 2, Bảo An số 3, Hoàng Anh số 4, Hoài An số 5, Phương My số 6, Trần Bé số 7, Linh Thảo số 8, Minh Tâm số 9, Hà An số 10, Hải An 11, Minh Khuê, An Khuê 12, Tuệ Hân 13, Hà Linh 14, Băng Băng 15, Yên Uyên Nhi 16, Phương Chi 17, Phương Linh 18, Ngọc Hà 19, Ngọc Thu Ngọc 20, Đình Tuyên 21. Rất tuyệt vời. Cho thầy hỏi là các bạn thấy cái kỹ thuật nhân này hay không ạ? Ta tách ra 36 thì ta viết bằng 9 nhân 4 rồi nhân với 25. Mà ta ghép 4 với 25 thì bằng 100, vậy bằng 9 nhân 100 và kết quả bằng 900. Hiểu chưa? Thêm một vài nữa nào. Bây giờ thầy sẽ có ở đây. Ta nhớ cái cặp số này nha, tôi dạy các bạn cặp số này không hiểu tại sao ta luôn luôn nhớ cặp số. Ta có 2 nhân 5. 2 thì ta ghép với 5 thì bằng 10, được chưa? 4 thì các bạn sẽ ghép với 25, 4 nhân 25 bằng 100. Rồi, 8 thì ta sẽ ghép với 125 và kết quả bằng 1000. Hiểu chỗ này chưa? Nhớ điều này nhá. Thế thì ví dụ như sau. Ừ. Ví dụ như các bạn có là ta lấy là đây 24 mà nhân với 5, làm thế nào để nhân được nhanh, đọc luôn được kết quả. Thì chúng ta nhìn thấy là 24 ta tách ra bằng 2, 12 nhân 2. Rồi sau nhân với 5, ta ghép 2 nhân 5 bằng 10, vậy bằng 12 nhân 10 và kết quả bằng 120. Tuyệt không ạ? Đó, rất nhiều bạn đã trả lời đúng và lại rất nhanh. Đấy, hay không? Thế tiếp nha, hãy nhớ luôn nhớ cặp 2 và 5. Cặp số 2 và 5, ví dụ như là các con có thể nhân sau đây. À, 48 nhân 5, hãy nhìn số tương đối là khoai khoai đấy. Nào, hãy comment cho thầy kết quả nào. Ngọc Thu số 1, Hoàng Anh số 2, Phương Linh số 3, Hòa My số 4, Trọng Đức số 5, Hoài An số 6, Minh Quân số 7, Hà An số 8, Uyên Nhi số 9, Phương Chi số 10, Tuệ Hân 11, Hà Linh 12, Trần Bé 13, Đình Tuyên 14, Băng Băng 15, An Khuê kiểm tra lại, Bảo An 16, Hùng. Hùng đừng comment thừa nha. Hùng 17, Tuấn Anh 18, Thu Phương 19. Ok rồi, các bạn hiểu phần này chưa ạ? 48 thì ta viết bằng 24 nhân 2 rồi nhân 5. À, bằng 24 nhân 2 bằng 24 nhân 10. Và kết quả bằng 240. Rồi tiếp tục, bây giờ thầy sẽ có bài sau. Thầy có 125
nhân với 24. Wow. Hay không? Vậy thì làm thế nào để nhân được nhanh phần này? Áp dụng cái công thức để thầy tính. Wow, tính nhanh thế. Trọng Đức số 1, Hà My số 2, Hoài An số 3, Tuấn Anh 10, số 4, Thu Ngọc 15, Phương Chi 16, Vân Khánh 17, Trần Bé 18, Hà Linh 19, Băng Băng 20, Hà An 21, Hải An 22, Đình Tuyên 23, Uyên Nhi 24. Rồi, tốt rồi, các bạn làm rất là nhanh. Ở đây ấy, thì ta thấy 125 nhân 24, thay vì phải đặt tính đúng không? Đặt tính thì ta chỉ biết là gì ạ? Lấy 125 nhân với 8 rồi nhân với 3. 125 nhân 8 bằng 1.000 và nhân 3 kết quả bằng 3.000. Hay hay là quá hay ạ? Cho thầy hỏi hay hay là quá hay ạ? À, rồi very hay, super hay đấy. Đấy các bạn rất tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn thấy cái ý nghĩa của việc tách kép số này nó hay nó như nào chứ ạ? Đấy, quá hay luôn, rất hay đấy, tốt bạn. Đấy, còn bạn có bạn comment là siêu siêu hay nào. Tiếp đấy là phép nhân nhé. Thế thì phép chia thì sao? Ví dụ chúng ta có cái phần này, nhớ cho thầy này, ví dụ như thầy có là A nhân B chia C, thì ta có thể lấy A chia C trước, sau ta nhân B sau. Được chưa? Đấy. Thế hoặc là ta có là A chia cho mở ngoặc B nhân C, thì ta sẽ lấy A chia cho B, sau đó chia cho C, hoặc là bằng A chia cho C, sau đó được kết quả bao nhiêu chia cho B. Hiểu phần này chưa ạ? Được rồi, chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta làm bài này nha. Ví dụ như là chúng ta có số 72 chia cho 18, nào comment cho thầy kết quả. Đấy, khi này các bạn chưa nhớ được thì ta sẽ viết là bằng 72 chia cho 18, ta chia cho 9 trước. Sau đó được bao nhiêu ta lại chia tiếp cho 2, 9 nhân 2 là 18 mà. Thì 72 chia 9 bằng 8, 8 chia 2 kết quả bằng 4, hay hay là rất hay. Đúng không ạ? Thế bây giờ thầy lại có số 84 chia cho 14 chẳng hạn. Thì tức là 84 chia cho 12. Đúng rồi, hiểu chưa? Ta có 84 ta chia trước cho 2, xong lại chia cho 6. Hiểu không ạ? Được rồi, tiếp tục. Thầy lại có là 72 chia cho 24. Chúng ta có thể tính là, đúng rồi, lấy 72 chia cho 8 bằng 9, 9 chia 3 bằng 3. Rồi, tốt rồi nha. Và ta ứng dụng cái này ở trong cái dạng này này. Tại sao thầy lại hướng dẫn cái phần này?
thì để nó sẽ ứng dụng rất là hiệu quả trong phần rút gọn phân số. Ví dụ thầy có phân số 54 phần phần 24 chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ tách ra 54 phần 24 thì chúng ta thấy 54 bằng 9 nhân 6. 24 thì bằng 4 nhân 6. Hiểu chưa ạ? Ta cùng chia cho 6. Vậy kết quả bằng 9 phần 4. Hay không? Nhanh không ạ? Ta không cần phải chia lần lượt cho 2 xong rồi chia tiếp cho 3 gì cả. Đó. Nào, áp dụng cho thầy. Đây, rút gọn cho thầy phân số sau. 72 phần 45. Ta quan sát xem nó cùng chia hết cho mấy. Và comment cho thầy. À đúng rồi, 72 thì nó ta tách ra bằng 72 thì bằng 8 nhân 9 hoặc bằng 9 nhân 8. 9 nhân 8. 45 thì bằng 9 nhân 5. À, trên tử là tích của 9 và 8, dưới mẫu là tích của 9 và 5, ta rút gọn 9 với 9, kết quả bằng 8 phần 5. Đó. Các bạn đã thấy việc rút gọn này nó xuất sắc không ạ? Nó dễ dàng không ạ? Nó nhanh không ạ? Rồi, tốt rồi. Nào cho thầy hỏi là đấy, qua cái phần bài học ngày hôm nay bao nhiêu bạn thấy mình học được rất nhiều cái điều thú vị, comment thầy chữ con nào. Đấy, tốt đúng không ạ? Đấy, một cái buổi học này các bạn học được rất nhiều những cái kỹ thuật tính toán để giúp cho các bạn tính được nhanh. Thế thầy hỏi thật nha, thế các bạn có thích được thầy Thành đào tạo cho thật nhiều cái kiến thức hay không ạ? À rồi, thích đúng không ạ? Rồi, tốt rồi. Thế hôm nay mới là buổi đầu tiên rồi, còn nhiều cái kiến thức hay nữa sẽ được hướng dẫn cho các bạn ở những buổi tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần rất là thú vị hôm nay là phần game trí tuệ. Yes, bạn muốn tham gia game trí tuệ chứ ạ? Bấm vào đây cho thầy. Bấm vào link đó. Các bạn lấy sẵn giấy nháp rồi để. Mười chín bạn rồi, khẩn chưa nào, khẩn trương. Nào chúng ta bắt đầu. Sẽ có những bạn vào được mà có một số bạn sẽ không vào được do mạng của các bạn yếu nha. Bạn nào mà chưa vào được thì mai chúng ta buổi sau chúng ta tham gia sau. Nào bắt đầu.
Lấy sẵn giấy nháp ra, lấy nháp và bút ra để mới tính nhanh được. Bắt đầu. À, một cuộc rượt đuổi rất là hấp dẫn. Tuấn Anh đang tạm vươn lên dẫn đầu. Tiếp theo là Băng Băng. Phương đã vượt lên rồi. Tiếp theo là Linh Thảo. Ngọc Hà, Phương Nguyên rất tốt. Tính toán cẩn thận để làm chính xác. Phương đã vượt lên rồi. Tuấn Anh và Phương đang giằng co vị trí số 1. Rất kịch tính. Phương Nguyên đang vượt lên vị trí số 3. Băng Băng đã vươn lên thứ tư, Thảo đã vượt lên Băng Băng rồi. Là Băng Băng và Hà My lại vượt lên, Phương Nguyên lại vươn lên. Rất kịch tính. Tuấn Anh đang bị áp sát bởi các đối thủ phía sau. Rồi, Phương đã vượt lên Tuấn Anh rồi. Rất bất ngờ ở những giây phút cuối cùng. Tuấn Anh sau khi độc chiếm vị trí số 1 thì bây giờ đã bị các bạn khác áp sát phía sau. Hoàng Anh đang áp sát rồi. Không biết có vượt được qua Tuấn Anh không? À, Tuấn Anh vẫn đang an toàn vị trí số 2, rất tuyệt vời. Nhưng mà chưa biết được phía sau các bạn cũng đang âm thầm vượt lên.
Băng Băng đã vượt Tuấn Anh, Hoàng Anh lại vượt Tuấn Anh rồi, rất là kịch tính ở những giây phút cuối cùng. Và nhóm phía dưới là Hương Chi, Phương Nguyên, Bảo, Trọng Đức, An, Đặng Tú, các bạn cũng đang thi đấu rất tích cực. Bảng xếp hạng tạm thời giờ đang là Hoàng Anh số 1, Phương số 2, Băng Băng số 3, Hà My số 4, Thảo số 5, Tuấn Anh số 6, Phương Chi số 7, Phương Nguyên số 8, Bảo số 9, An số 10. Wow, rất bất ngờ Thảo đã vượt lên từ vị trí số 6 lên vị trí số 2. Rất hay. Okay. Chúc mừng Hoàng Anh, Thảo và Phương. Ba bạn ở vị trí số 1. Bảng xếp hạng của chúng ta đây. Và đây là top 10. Ok. Nào, cho thầy hỏi là bao nhiêu bạn thấy cái nội dung này rất là dễ hiểu? Thầy các bạn bấm vào cái nhóm Zalo. Bấm vào nhóm Zalo của chúng ta, bấm vào. Bao nhiêu bạn thấy cái nội dung hôm nay nó rất là dễ hiểu, rất là thú vị ạ? Hãy nay chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau. Các bạn đến sớm hay là đến đúng giờ ạ. Đấy, đúng giờ, đúng sớm. Ok, được rồi. Các bạn, thầy bật mic cho các bạn. Bật mic để chúng ta tạm biệt nhau nào. Nào, chúc các con ngủ ngon. Chúc các bạn của mình ngủ ngon Chào nha. thầy. Bye Chào bye. thầy. Chào thầy. Bye, xin chào các bạn nha. Bye Thầy. Con bye. chào thầy. Con chào thầy. Chào các con. Vâng.